Dạ, con kính thưa sư, sư cho con hỏi là sau khi học với hai vị thầy Alara Kalama và Uttaka Ramaputta về tứ thiền bát định thì lúc này Đức Phật có thần thông không ạ? Con chưa được nghe về phần này, kính mong sư hoan nghỉ dạy cho con. Về phần này thì xin mời Đại Đức Tuệ Thường trả lời. Kính thưa Đại Đức Hạnh Tuệ, kính thưa quý vị. Cái câu hỏi thì Đại Đức Hạnh Tuệ đã đọc kỹ, quý vị có nghe rõ ha? Thì, xin thưa quý vị, ở đây á, nếu mà trả lời một cách vắn tắt nhanh á, thì đặc biệt trong hai tài liệu, tại vì nó có căn cứ thưa quý vị. Hai tài liệu mà mô tả chi tiết nhất về lịch sử cuộc đời Đức Phật, đó là hai bộ tài liệu, có nghĩa là có cái uy tín rất là cao. Đó là thứ nhất là Đại Phật Sử của ngài Minh Quân, thứ hai là bộ 45 năm Hoằng Pháp, 45 năm Đức Phật Hoằng Pháp đó của ngài Chánh Minh. Thì trong hai nguồn tài liệu này là dựa vào chánh tạng, chú giải chính thống và phụ chú giải chính thống được chấp nhận. Thì qua sự tìm hiểu của sư á, thì cái giai đoạn mà Bồ Tát đến học với hai vị thầy là Alara Kalama và Uttaka Ramaputta, thì chỉ hai Bồ Tát á, ngài chỉ đạt được hai tầng thiền vô sắc, nghĩa là được hai tầng thiền vô sắc á, của hai vị thôi, chứ không có trong chú giải hay trong phụ giải thì không có đề cập đến cái việc Bồ Tát mà chứng thành thông, thưa quý vị. Nếu quý vị có tìm hiểu kỹ á, giống như trong hai nguồn tài liệu uy tín nhất á, sư nói á, thì vị sẽ biết á, là cái là sư nói chính xác không, tại vì nó có sách mách có chứng, thưa quý vị. Ở đây á thì sư sẽ mở rộng thêm, mặc dù á, câu trả lời là ngắn vắn tắt như vậy rồi, có nghĩa là Bồ Tát không có thấy chứng đề cập chứng đắc thành thông, là chỉ đắc chỉ chứng đắc giống như là học với ông thầy Alara Kalama thì chứng đắc tới ông thầy mà Uttaka đấy vì là chứng đắc tới phi tưởng phi phi tưởng, còn ông thầy mà Alara Kalama thì chứng đắc tới không vô xứ thức vô xứ là vô sở hữu xứ, thưa vị, có nghĩa là ông Kalama thì là vô sở hữu xứ, còn ông Rama Kapata là phi tưởng phi tưởng xứ. Nhưng mà có chi tiết này nè, có chi tiết này trong kinh tạng mà sư đọc kỹ á, trong cái hai tài liệu đó khi có đọc kỹ á, thì muốn chia sẻ thêm với vị đó, gọi là giống như là gọi là bonus thêm ha, gọi là khuyến mãi thêm đi. Thì trong tài liệu á, các ngài ghi á, chú giải có ghi rõ là khi mà Bồ Tát đến học với cái ông Uddaka Ramaputta đó, vì nghe vì theo cái lời kể của ông này là nghĩa là cái ông này nè, khi mà Bồ Tát học với cái ông Ramaputta nè, Uttaka Ramaputta nè, thì ngài đạt đến phi tưởng phi tưởng. Nhưng mà quý vị phải hiểu nha, khi mà Bồ Tát đến học với ông này là bản chất ông này nha, ông này là ổng nghe cha của ổng, có nghĩa là qua cha của ổng đã thực hành đắc tới phi tưởng rồi, rồi sau đó đó giống như là mới ghi chép lại cái công thức như vậy đó, rồi con ráng tu thêm con đạt chỉ đi. Thế thực sự bản thân ông chưa đạt nha, lúc mà Bồ Tát lại học là ông chưa đạt, nhưng mà ông nói là đó cha tôi hướng dẫn như vậy đó, rồi Bồ Tát Sự Thiết Đa nè, là đâu ông không thực hành thử rồi coi có đúng vậy không. Thì khi mà Bồ Tát thực hành chứng đắc rồi lại nói với ông mô tả ông vậy đó, thì ông mới mừng, quý vị, mừng mừng rõ ghê lắm, kinh khủng lắm. Ông mừng rỡ, ông nói trời, thì ra là cha ta nói đúng, cha của tôi nói đúng, cha tôi là chỉ tôi đường đúng. Bây giờ hội hội chúng mình chia ra đi, không? Bây giờ tạm gọi như huynh đệ mình chia hội chúng đi, mình cùng nhau quản lý này nọ cái gì đó. Tại vì ông mừng quá, mừng khi Bồ Tát mà thực hành được, không? Chứng ngộ được đúng như cái lời cha ông, chứ không phải là không phải, không? Phải là cha ông chỉ là lý thuyết thôi, nói thôi. Đó thì sau đó Bồ Tát ông kêu là Bồ Tát lại để chiêu hội chúng gì đó, nhưng Bồ Tát thấy cái đây là chưa phải cái cứu cánh giải thoát, cho nên Bồ Tát á, ngài mới đi tìm chân lý, vì hiểu không đó. Rồi sau đó đó, sau thời gian sau á, thì ổng mới là người đắc nha, đắc phi tưởng. Đây là một cái chi tiết mà sư muốn đại loại khuyến mãi thêm cho quý vị hiểu rõ hơn, và cũng xin kết thúc phần trả lời câu hỏi ở đây.
Xin chào quý vị. Cũng như Đại Đức Tuệ Tường thì không thấy có một cái ghi chú gì nói về cái việc là Bồ Tát có chứng đắc thần thông trước khi Ngài chứng đắc quả vị chánh đẳng giác. Chỉ có ở trong Kinh Khiếp Đảm và Sợ Hãi thì nói là cái giai đoạn mà Ngài ở trong rừng Khổ Hạnh Lâm, thì vào đêm trước khi giác ngộ thì Ngài chứng tuần tự các cái thần thông, tức là bao gồm thiên nhãn thông, rồi túc mạng thông, đó đại loại như vậy. Thì nếu như mà mình miễn cưỡng thì có thể nói là có Ngài có chứng đắc trước khi mà Ngài chứng thành đạo quả. Tuy nhiên thì chỉ mô tả là vào trước đêm đó thì Ngài chứng tuần tự các cái thông ở trong lục thông ha. Thì cái đó là có. Rồi chúng ta qua cái câu hỏi tiếp theo.